Dạ con xin chào cô chú. Hôm nay con với Tài lên tiếp cho cô chú hai con máy, một con là IH800. Còn con này con gì vô? F55 à. Con F55. Dẫn lên cho cô chú con đầu tiên nè. IH800. Đây, ngoại hình lốc nè. Hiện thấy cũng còn khá là sáng mới nha cô chú. Mấy chỗ này nè, gồm con rửa nó không gà. Gà cũng gà mà nó chì cọ, còn dơ, khóa dầu còn. Tình trạng máy là gì vậy? Có chỉnh lại tự động nha cô chú. Như quy đeo hồi trước bác con nói á, giờ có tháo một chiếc gà cháu tháo chỉnh tự động bình thường là đây. Giờ con quay chi tiết ngoại hình cho cô chú xem đánh giá tham khảo nha cô chú. Cái này là bên anh lớn bên con nè, anh chế lại. Lúc đầu của nó là gà sống, mấy anh chế lại thành gà chết. Tại vì vậy cái này cô chú, còn này nè là dìa nó bị gãy, bãi dìa bị gãy. Rồi mấy anh lớn còn mấy ảnh mấy anh thay mới, ống rồi còn mềm luôn, mình xèo. Đây. Còn trái đèn thì nó bị hư nha cô chú, trái đèn thì bị hư. Ngoài lóc cũng khách cũng còn đẹp, tem còn hơi mờ. Đây anh chán này thiếu tâm về bãi về thiếu tâm. Cô chú nào có giờ vậy đây có nhu cầu xài tâm á thì bên con có thể tặng kèm cô chú cái này nè, tâm này nè. Về cô chú cắt cái này ra hàng vô cái gì em Phong, vô cái tâm hả? Hàng vô lắc léo. Đây. Số seri của máy này là 0308345 45. Này dân ma ít 80. Bên trong rồi hoàn toàn chưa buông mở của chú. Nắp lắp đồ còn nguyên zin luôn. Chưa hề có cháu mở để chút bắp đây được chưa. Rồi bắp còn hoàn toàn là nguyên bản luôn. Rồi phát máy lên cho cô chú nghe đánh giá tài. Chiếc máy cũng còn khá là chắc, bình dầu này bình dầu mũ mở bình dầu cho chú xem. Dầu mũ này ưu điểm của nó là nó không có xét, nó không sợ bể luôn. Yeah,
con chưa rửa nè. Cái này cũng còn kẹo. Có phần này thì để tránh. Máy này á thì bên con bán với giá là 6,2 triệu bao ship. Giờ con lên cho cô chú là con số 2 nè. À, 6 triệu lộn, con đánh 9 lạng cô chú. Này con nói lộn, này bán với giá là 6 triệu, con xin đánh 9 lạng nha. Này là 6 triệu bao ship. Đồng sát chờ 2. Rồi con qua chờ chú và con thứ 2 nè. Ngày 5 nghìn 5. Cái này là lúc về bình dậu bị lủng như chú. Nó lủng ngay chỗ cái này nè, cái ốc này nè. Cho nên là mấy anh mới tháo ra. Rồi lấy canh nhiều treo gắn vô. Này bên con hàng lại rồi cô chú. Này rồi. Và con cô chú nào chốt á thì con nhờ mấy anh gắn lại cho cô chú. Ngoại hình nè. Bạn còn chưa rửa luôn. Bên trong thì nguyên bản. Đây. Ốc độ kêu bung. Giờ đang quay chi tiết sơ lược qua cho cô chú xem. Đây được trong con nè. Bình dầu nè. Cái này hơi đóng cặn nhẹ cô chú. Trong quá trình quay con có gì sai sót thì xin cô chú bỏ qua. Này. Mặt bên hông nè. Còn sáng, ốc còn con thấy sáng. Mày rửa ra chắc cũng còn sáng lắm ạ. À. Hoàn còn chưa bung ở luôn. Cái này lúc về trên bãi về là cái tâm poly cô chú đã bị rảnh bể hết cả ngoài. Còn xài thì cánh trong nè. Ở ngoài thì bị bể. Cũng chết gì ra. Bên phần thùng nước thì bên con bao cho cô chú là không xịt không lủng luôn cô chú. FA 5005. Số seri của nó là 800558. Hoàn toàn nguyên bản luôn. Đây. Quay tên lại cho cô chú xem. Mặt bên nắp rạp nè. Ốc nắp rạp là hoàn toàn chưa buông mở không cô chú. Ốc chiều chả rồi đầy đủ. Bô e bô lửa là nguyên gương. Hoàn toàn nguyên bản. Rồi quay test máy lên thử. Trời ơi. Chở cái can dầu lên ta. Hết dầu hả? Đây bên con bao nổ không cô chú. Cô chú nào mà chốt được máy này á thì con nhờ mấy anh gắn vô đầy đủ, phát máy lên rồi quay lại một video khác chi tiết hơn cho cô chú. Tình trạng máy này thì bên con bao nổ
Máy này thì hôm qua bác Thắng cũng có quay lên một lần rồi. Đây, máy số 5. Máy này thì bên con bán với giá là 4 triệu 1 bao ship. Cô chú nào chốt được một trong hai máy này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Hoặc nếu mà có ý kiến góp ý thêm á, thì xin để lại tin nhắn phần bình luận. Dạ, clip của con tới đây là kết thúc. Con xin hẹn cô chú ở các clip tiếp theo. Bye bye cô chú.